mặc dù thời điểm những tháng đầu năm 2023 nguồn cung vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn thiếu hụt trong gần 4 tháng, song tính đến hết tháng 10 năm 2023 tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ chung trên địa bàn tỉnh đạt trên 73%, trong đó tỷ lệ trẻ được tiêm vaccine phòng viêm gan B sơ sinh tại các bệnh viện đạt gần 80%, trẻ được tiêm vaccine phòng viêm não nhật bản B đạt gần 82% trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh đạt trên 83%, trẻ tiêm vaccine phòng bệnh sởi mũi 2 đạt 85%, trẻ tiêm DPT mũi 4 đạt trên 50%. Về tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng đủ mũi vaccine uốn ván đạt 79%, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022.